nhà bác học người Anh Stephen Hawking cảnh báo về lợi ích và nguy hiểm của trí thông minh nhân tạo đối với toàn nhân loại. Tiếp tục cuộc thảo luận về trí thông minh nhân tạo, nhà bác học Stephen Hawking đã lên tiếng tại hội nghị thượng đỉnh mạng web nhóm tại Lisbon, thủ đô Bồ Đào Nha. Và nhân dịp này, ông đã cảnh báo những lợi ích và nguy hiểm của trí thông minh nhân tạo đối với toàn thể nhân loại. Ông nói rằng chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa của một thế giới hoàn toàn mới mẻ. Trong thế giới này, có thể có những lợi ích lớn cho con người, nhưng đồng thời cũng có thể biết bao là nguy hiểm. Phải làm sao để trí thông minh nhân tạo chỉ làm những gì chúng ta muốn nó làm mà thôi. Cho đến lúc này, chúng ta không thể tiên đoán trước được là sẽ đi đến đâu khi kiến thức của chúng ta được trí thông minh nhân tạo hỗ trợ và mở rộng thêm. Có thể là các nội lực này sẽ giúp chúng ta sửa chữa được những thiệt hại mà con người đang gây ra cho thiên nhiên có thể là nó sẽ giúp chúng ta nhổ bỏ tận gốc rễ nạn nghèo đói và các tập bệnh có thể là mọi khía cạnh cuộc sống chúng ta sẽ biến đổi hoàn toàn nhưng cũng có thể là trí thông minh nhân tạo sẽ làm mất đi hàng triệu hàng triệu công an việc làm và phá tan nền kinh tế cũng như xã hội của chúng ta để rồi biến thành biến cố tàn hại nhất đối với tương lai nhân loại chúng ta phải làm sao để trước hết định vị các nguy hiểm và giải trừ chúng toàn bộ làm sao để trí thông minh nhân tạo chỉ đem lại những lợi ích cho toàn thế giới mà thôi tuy nhiên nhiều chuyên viên về trí thông minh nhân tạo như jean lecon chủng bộ phận nghiên cứu thông minh nhân tạo của mạng facebook cho rằng lời báo động này là vô căn cứ và lạc lối họ cho rằng các robot được cài trí thông minh nhân tạo không phải là nguy hiểm đối với nhân loại và cho dù các robot thắng các trận đánh cờ vây, chúng cũng không hẳn là những nhân vật thông minh